Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Trước mặt anh em là chiếc KV3 tăng hạng nặng tấn công cấp 7 của Liên Xô, rẽ nhánh lên chiếc KV4 và IS-22. Có rất nhiều anh em mong muốn mình làm về chiếc KV3 này, thì anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký và theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Quay trở lại với chiếc KV3 tăng hạng nặng tấn công. Cứ có chữ tấn công là chúng ta sẽ có chậm và chắc. Chậm và chắc là cái yếu tố mà những anh em tân binh lên trải qua khi mà chúng ta chơi cái game này. Anh em không thể nào mà chưa có cái kỹ năng tốt, kinh nghiệm chiến đấu nhiều mà đòi chơi nhanh gọn lẹ được thì hãy chơi chiếc KV3. Nói thật với anh em thì KV3 gần đây không được đánh giá cao. Nó gần như là bị bỏ xó rất là nhiều. Từ từ đã, pha vừa rồi được style Indo à? Một phát đạn bắn pixel vào chiếc Cheeto. Rồi, mở đầu video mình xin phép được nói câu: đừng ngắm trên xe tăng Liên Xô. Vâng. Khi mà mình chơi trận đấu ở bản Nomize này thì mình có rất là nhiều phát đạn không cần phải ngắm kỹ anh em ạ. Và anh em không nghe nhầm đâu, mình bắn slap shot với lại mu shot khá là nhiều. Mình muốn tiết kiệm máu trên chiếc KV3 này bởi vì nó là tăng tấn công, đồng nghĩa việc mình sẽ cần phải làm lá chắn cho đồng đội hoặc một vài pha tấn công vào phòng tuyến kẻ địch. Nên mình muốn giữ số máu nhiều nhất có thể trên chiếc KV3 này. Đồ chơi của mình thì mình mang búp máu này, xoay trở và thông nòng. Mình không mang ngắm nhanh như là chiếc ESIM. Tại sao như thế? Bởi vì chiếc KV3 có một cái độ linh hoạt không hề tốt một chút nào. Tốc độ tối đa chỉ có 32 km/h, tốc độ lùi còn tệ hơn, chỉ có 10 km/h thôi. Và chính cái tốc độ lùi này đã khiến mình phải trả giá ở phát đạn cuối cùng. Đáng lẽ cái trận đấu này sẽ là một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu gánh team, một trận đấu epic. Anh em sẽ trải nghiệm được cái cảm giác áp lực nó như thế nào. Nhưng chính cái tốc độ lùi chiếc KV3 này mình đã thua cuộc. Và mình nhớ không nhầm, cách đây khoảng 3-4 năm gì đấy, mình cũng bắn một trận đấu trên chiếc KV3, cũng mắc một cái sai lầm y hệt như cái trận đấu này và khiến cho trận đấu này thua. Hy vọng anh em sẽ theo dõi đến hết trận đấu nhé. Rồi, quay trở lại với trận đấu ở bản đồ Mice. Mình khá là thích tấn công trên cái đồi này. Chưa kể hai đội đều không có pháo tự hành, đồng nghĩa việc mình sẽ không sợ bị kẻ địch ném đá. KV3 mà anh em, đi chậm như thế này chỉ sợ pháo tự hành tập trung mình thôi. Về bộ giáp của nó thì mình đã phân tích ở video T150 rồi. Nó cũng không khác gì nhau cả. Side scrape hay là nghiêng xe chặn đạn, nghiêng xe nảy đạn vẫn là cái chiến thuật, vẫn là cái kỹ năng chúng ta nên áp dụng trên chiếc KV3 này. Bởi vì độ hạ nòng của nó là -7. Tất nhiên nó tốt hơn dòng ES, nhưng -7 vẫn chưa đủ để chúng ta chơi hùn đào. Thêm nữa, cái tác phá ở chiếc KV3 này này, nó hiệu quả hơn ES2. Nó hơi cong một chút, phần man nét cũng dày hơn một chút. Nhưng anh em nên chơi theo kiểu thập thò thì hơn. Nghĩa là che phần thân đi và chạy ra bắn kẻ địch như thế này. Sau đó chúng ta rút lui nhanh chóng. Mình thấy đồng đội của mình vẫn chưa giải quyết xong cánh này nên mình đã quay trở lại và yểm trợ, chuyển sang chiếc AT8 cụ U. Rồi, họ vẫn đang tiếp tục dồn lên tiêu diệt chiếc M6 bên mình. Pháo chúng tăng bên mình vẫn chưa thấy bắn yểm trợ vùng này nhờ. Tiêu diệt chiếc AT8. So với lại dòng ES thì thường thường nó sẽ là hiệu quả nghiêng và cong. Chiếc KV3 thì hiệu quả nghiêng thôi, không có cong mấy đâu anh em ạ. Có cái tác pháo đúng là cong thật, nhưng theo mình anh em hãy tận dụng cái độ nghiêng của cái phần thân chiếc KV3 này, chơi thập thò và nghiêng xe như mình vừa rồi. Tấn công vị trí trước M445 nào. M445 có độ xuyên khá là tốt đấy, hơn 200mm cơ. Xuyên phần thân trước của chiếc M445. Anh ta chỉ cần một hit nữa là bay bầu. Lùi lại nào. Rồi, đáng lẽ pha vừa rồi mình nên chắn đạn cho chiếc Palak, nhưng mà anh em biết đấy, mình vẫn đang giữ cái kỹ năng là bảo vệ số máu của mình, nên đôi khi mình cũng quên chặn đạn cho đồng đội. Nhưng mà chiếc Palak thì anh ta chơi không tốt cho lắm. Anh em nhìn này, nếu như mình có chặn đạn cho anh ta thì anh ta vẫn đi ra như thế này và bị hai tăng hạng nhẹ bên địch bắn bay màu. Nên thôi, kệ anh ta đi, làm nào thì anh ta muốn bay màu ấy mà. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại vùng đồi anh em ạ. Bởi vì mình nghĩ rằng cánh 1-2 bên mình nát rồi, mình muốn chiếm lại cái vùng đồi này để có thể lấy được lợi thế, cái thế thượng phong đấy anh em. Chiếc KV3 này tuy là độ hạ nòng không tốt, nhưng chí ít mình có thể đứng trên đồi và bắn xuống kẻ địch hoặc là chờ họ đi lên.
thì mình mới có thể bắn được họ. Chứ bây giờ mình mà chạy ra cánh 1-2 hoặc là sang cánh 8-9 ấy, mình có thể sẽ bị lộ phần thân rất là nhiều, bởi vì nó không có nhiều cái vị trí che chắn. Được rồi, tấn công vị trí Cromwell nào. Có một điều khá là lạ là trước Cromwell, từ đầu trận đấu đến cuối trận đấu anh ta chỉ bắn đạn nổ. Nhưng mà mình cũng cảm ơn anh ta luôn là anh ta bắn đạn nổ nhiều quá, thành ra mình cũng không bị mất quá nhiều máu. 12T, anh ta đang xả đạn, vị trí của T-150 tiêu diệt anh ta luôn. Phát đạn vừa rồi thì mình cần ngắm kỹ anh em ạ, bởi vì trước 12T khá là nguy hiểm trên đồi. Anh ta là người duy nhất đứng trên đồi nên mình muốn quyết định tiêu diệt anh ta bằng một phát đạn duy nhất. Nếu như bắn trượt thì nạp lại đạn khá là lâu. À mình quên không nói với anh em, khẩu pháo của chiếc KV3 này thì không khác gì mấy khẩu pháo D25T của chiếc IS thôi, nên mình không muốn nhắc lại đâu nhá. Vẫn là 390 sát thương, độ xuyên 175, độ xuyên đạn vàng trên 200mm. Đó, nói chung là anh em khá là quen thuộc với khẩu pháo này rồi. CC, rồi 388, hai phát đạn nữa mới tiêu diệt được anh ta. Anh ta quyết định mất máu để tiêu diệt chiếc T29. Và bây giờ một phát đạn bắn xuyên gầm anh ta, 68 máu. Mình vẫn còn khoảng 1.300 máu nên mình quyết định chịu thiệt hại để tiêu diệt chiếc CC56 và lên chiếm đồi. Rồi bây giờ T37 đằng sau, T150 nghiêng xe. Đó, anh em thấy đấy. Nhưng đôi khi chúng ta nghiêng xe cũng phải từ tốn thôi nhá. Chút nữa mình sẽ có một cái xử lý tình huống mà nghiêng xe hơi quá đà, và chiếc T150 đã tận dụng được cái việc đấy, bắn xuyên mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành lùi trên đồi anh em nhé. Tại sao lại lùi trên đồi? Bởi vì bây giờ mình mà quay mông lại với kẻ địch chắc chắn họ sẽ tiêu diệt mình. Đó anh em thấy đấy, T-150 đã tận dụng được việc mình nghiêng xe quá đà và anh ta bắn mình. Thêm một phát đạn không cần ngắm kỹ, trúng chiếc T-150. Rồi anh ta đứng ở dưới bắn xuyên phần gầm của mình rồi. Còn chiếc Cromwell thì anh ta liên tục sử dụng đạn nổ. Chuẩn bị bắn chiếc Cromwell, một phát đạn nữa thôi. Không được, không trúng giáp anh em ạ. Thật là lãng phí đạn của mình. Tỷ số bây giờ là 11-3, Passotto đang bị kẻ địch vây. Không biết anh ta có thể chống chịu được không. Và chiếc T-150 anh ta không chú ý rằng mình đang ở trên đồi. Cơ hội tuyệt vời, tiêu diệt luôn chiếc T-150, 5 mạng rồi. Và chiếc Cromwell tiếp tục chạy ra bắn đạn nổ mình. Anh ta sử dụng khẩu pháo stock hay sao ấy mà bắn đạn nổ liên tục. Nếu như anh ta bắn đạn vàng thì vẫn có thể xuyên được chiếc KV3 của mình mà. Rồi, tỷ số bây giờ là 1-3. Su-100M1 vẫn còn 479 máu, mình cần 2 phát đạn mới tiêu diệt được anh ta. T-37 và Cromwell chỉ cần 1 phát đạn thôi. Và bây giờ, cơ hội nào của mình để bắn chiếc Su đây? Không được, hạ nòng không đủ. Chiếc Su cũng đã chú ý, anh ta áp sát ngay vào vùng đồi này. Có vẻ như anh ta biết chơi đấy. Quay trở lại nào. Cromwell ở bên trái. Rồi, anh ta vẫn quyết định bắn đạn nổ mình. Hay là anh ta chơi thử thách phun đạn nổ nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Hiện tại thì chiếc Su-100M1 ấy, anh ta sử dụng khẩu pháo 100mm thì phải, sát thương đâu đó khoảng 250 hay là 300 gì đấy. Thì anh ta cần 2 phát đạn mới tiêu diệt được mình. Không được anh em ơi. Chiếc Su-100M1 không bị kênh xe khi mà anh ta đi lên. Tình huống thật là éo le. Chiếc T-37 không biết anh ta có lên hỗ trợ không. Mình có thể cân được chiếc Su-100M1 không? Được rồi, đánh lừa anh ta một chút nào. Anh ta xoay xe sang bên trái và di chuyển sang bên đấy. Và hy vọng mình đã đánh lừa được anh ta. Và chiếc T-37 quyết định chiếm căn cứ, một phương án an toàn. Nhưng mình tính không bằng người ta tính anh em ơi. Chiếc Su-100M1 không bị đánh lừa, anh ta vẫn quay trở lại cánh bên phải và tấn công mình. Và bây giờ một phát đạn bắn quá tệ đến từ vị trí của mình. Cả hai người đều bắn trượt, nhưng đáng lẽ ra mình đã có thể ngắm kỹ vào chiếc Su-100M1 vào phần gầm, thì anh ta sẽ chỉ cần một phát đạn nữa là tiêu diệt được thôi. Lùi lại, lùi xe. Không, chiếc KV3 lùi xe rất chậm, chỉ có 10 quyết trên giờ thôi. Và anh ta vẫn bắn xuyên được phần thân của mình. Hai sai lầm. Mình không đánh lừa được anh ta, và anh ta đã tận dụng được việc mình lùi xe và nghiêng như thế, bắn xuyên phần xích của mình. Trận đấu vừa rồi là một trận đấu thua mà mình cảm thấy rất là tiếc nuối, khi mà đôi khi mình xử lý tình huống trong cái áp lực nó không tốt cho lắm, hoặc là mình quá vội vàng kích cò như thế.
Mình quá tin tưởng vào cái đạn vàng của chiếc KV3. Và mình nghĩ rằng mình ở trên cao, mình bắn xuống phần thân của chiếc Su-100M1 thì có thể là xuyên được anh ta. Nhưng không, đạn ABCR mà anh em, chạm giác nghiêng thì cũng sẽ kém hiệu quả đi. Thôi bỏ qua đi. Cái trận đấu đấy thì nó khiến mình nhớ về cái trận đấu ở bản đồ Six Fire Line cách đây khoảng 4 hay là 5 năm gì đấy. Mình đã chiến đấu rất dũng cảm luôn, gần như mang về chiến thắng cho đồng đội rồi, nhưng cũng chỉ vì áp lực thời gian do căn cứ. Đó chính là chế độ công thủ, mình ở đội công. Chỉ còn khoảng đâu đó trên 1 phút nữa thôi là kết thúc trận đấu rồi. Mình đã có thể kiết liễu được kẻ địch nhanh chóng để có thể mang về chiến thắng, nhưng mình lại bắn trượt. Và đó, nó y hệt như trận đấu bản đồ Mice. 6.000 thiệt hại anh em ạ, 6.000 thiệt hại ở bản đồ Mice. Anh em cảm thấy tiếc không? Tiếc đúng không? Mình cũng cảm thấy tiếc mà anh em. Nếu như mà mình xử lý tốt hơn là không để mất quá nhiều máu ở vị trí chiếc T-150 thì có lẽ mình đã đủ máu để cân chiếc Su-100M1 và quay trở lại tiêu diệt chiếc T-37. Trận đấu ở bản đồ Pinsen, mình đang tấn công vị trí của chiếc Panther M10. Kẻ địch bắt đầu dồn lên rồi. Rồi, chiếc Panther M10 mình đã chịu thiệt hại để anh ta bắn rồi, mà anh ta còn bắn nảy đạn mình nữa. Thì thôi, xác định luôn, mình sẽ tấn công trực diện. Chiếc KV3 chơi đổi thiệt hại cũng được, nhưng mà mình thấy ấy, nếu như chiếc KV3 này lên tận 1.500 máu cơ bản nhá. Hiện tại là mình mang múp máu anh em ạ. Mình mang múp máu thì nó mới lên được tận 1.500. Còn theo mình chiếc xe này nên có số máu là 1.400 hoặc 1.500, giống như là chiếc Tiger P là Tiger Bolt đấy, thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Đằng nào chiếc xe này chơi đồng đội nhiều hơn, chứ đi một mình là anh em xác định đấy. Ồ, Hammel này. Hello, chạy đâu đấy bạn ơi? Bay màu luôn chiếc Hammel. Tấn công những kẻ địch cuối cùng nào. Trận đấu này thì cũng giải quyết nhanh thôi. Mình muốn cho anh em xem một trận đấu nữa theo kiểu đổi thiệt hại và xông pha như thế này thôi. Mình tính tiêu diệt chiếc B43 tơ để lên tổng số mạng là 4 và tiêu diệt nốt chiếc ARN cùng với chiếc CC56 thì sẽ được 6 mạng trong gan. Chặt xích luôn chiếc ARN. Đâm anh ta. Anh em nhìn xích của chiếc ARN này. Ảo thật đấy. Rồi, đúng là xe tăng pháp, độ xuyên cao thế. Bắn xuyên thun thút mình. CC56. Rồi, ok. Bây giờ thì anh em thấy đấy, chiếc KV3 chơi không quá tệ đâu. Nhiều anh em đánh giá nó hơi thấp, nhưng theo mình thì nó cũng tốt cho tân binh. Trận đấu thua đáng tiếc của mình ở bản đồ Mai, 6.100 thiệt hại, 6 mạng Top Gun, 2 caliber, M lần đầu, điểm đội 1.263 kinh nghiệm gốc, gấp 3 lần người đứng thứ hai. Và anh em thấy đấy, đội của mình bắn không hề tốt cho lắm. Nếu như mà họ phòng thủ tốt hơn hoặc họ hỗ trợ mình tốt hơn nữa thì có lẽ trận đấu này mình sẽ gánh được rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Trận đấu mà anh em cũng phải có thắng có thua, và mình cũng mắc sai lầm mà. Đôi khi áp lực thời gian hay đôi khi càng về cuối, chúng ta là người cuối cùng thì xử lý tình huống nó cũng hơi rối một chút anh em ạ. Rồi, nó làm mình nhớ đến cái trận đấu cách đây 2 năm chứ không phải là 4 hay là 5 năm đâu. Mình xin lỗi anh em nhé, mình cứ tưởng rằng là 2018 hay là 2017 cơ. Đây là cái trận đấu mà mình kể với anh em trong video ấy, là mình cũng bị bởi cái áp lực thời gian. Mình ở đội công, 5.496 sát thương, 8 mạng, huy hiệu Rainy, 2 caliber, Top Gun, M, điểm đội y hệt luôn anh em. Cũng là 1.200 kinh nghiệm gốc, gấp 3 lần người đứng thứ hai, và đội của mình chơi không hề tốt. Có vẻ như mình không có duyên số gánh team trên chiếc KV3 này thì phải anh em ạ. Về chiếc KV3 thì theo mình, vai trò tấn công nó cũng làm được đấy, nhưng mà giáp của nó không thực sự là khỏe ở đằng trước đâu, mà anh em bắt buộc phải nghiêng xe, có nghĩa là side scrape, hoặc là tìm các vật cản để chúng ta chơi tập thò lộ ra cái phần tháp pháo này. Nói thật với anh em là trong video thì mình chỉ bắn với lại cấp 6 thôi, nhưng chiếc KV3 mà gặp cấp 8, cấp 9 thì xác định bị kẻ địch đấm cho như con luôn. Giáp không thể nào chịu được, số máu thì cũng không phải là quá tốt, độ xuyên thì cũng kém nữa, cũng không phải là như độ xuyên của đám Mỹ hay là đám Pháp đâu. Nên anh em phải lưu ý khi mà chúng ta chơi ở phòng cấp 8, cấp 9 là phải đi đằng sau đồng đội, chứ không phải cứ vai trò tấn công là lên chặn thiệt hại, là lên đấm nhau với những kẻ địch máu mặt bay bầu đây anh em ạ. Về sơ đồ công nghệ thì chiếc KV3 rẽ nhánh lên chiếc KV4 và ES22. Nhiều anh em cũng mong muốn mình làm về chiếc KV4 thì ok, hãy bình luận phía bên dưới để mình biết nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye.